Body, welcome to Health với KT. Cả nhà yêu 111. Đợi tí, tí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, hello anh em. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với con game Ba Quy Lão Gia. À, cuối tuần cũng như là cuối tháng, và đặc biệt là tới Tết rồi. Đó, lộn, tới lễ rồi. Nên là có con game Tam Quốc khá là nhiều anh em yêu cầu. Thì hôm nay chúng ta đến với em đó ha. Và đặc biệt em nó có luôn cả iOS nha các bạn. Để heo chạy xong cái này cái rồi chúng ta đến với thông tin nha. Hả? Để heo đến với thông tin server tí cái này heo chạy sao. Đây, Ba Quy Lão Gia phiên bản update mới nhất hiện nay open server 8 vào 10 giờ ngày 30 tháng 4 2023 tại Android, iOS, PC ở baquylaoya.com. Full code còn sử dụng được. Admin đẹp trai Ba Quy Lão Gia big update long tin. Cách nhập code vào game avatar nhân vật một cài đặt, tỷ lệ nạp 50.000 bằng 50.000 xu web, khuyến mãi nhân 3 Momo Banking và nhân 2 thẻ cào, áp dụng tất cả server. Quà Tân Hữu tặng VIP 10-20 triệu, Kim Nguyên Bảo tặng 25 xu vàng cộng 10 vé tầm bảo cao, tặng lệnh chiêu mộ tướng quý hiếm vé nhân 2 A-Ship thi quét ải, 100 bánh bao hệ lực lớn, 130 hồng tâm ngọc. Phiên bản mới nhất hiện nay, sự kiện giờ vàng và đổi đồ cập nhật hoàn toàn mới, đồ họa đỉnh cao, skill bá đạo, đặc sắc hóa thân hoàng đế chinh phạt gian sơn. Ok, thần ma bộ ba tướng ma VIP nhất chưa bản nào có. Event long tin nhận 50 lượt quay ở web nạp. Ok, like share comment. Event đua top lực chiến 5 tướng top 1, 2 cho 20.000 hồng tâm ngọc, 2.000 ngọc kỳ lân. Top 2 15.000 hồng tâm ngọc, 1.000 ngọc kỳ lân. Top 3 10.000 hồng tâm ngọc, 50 ngọc kỳ lân. Top 4, top 5 nữa nè ha. Đó, đồ họa đẹp chưa? Đó, kỹ năng quá đẹp, đỉnh của chớp. Ok, tướng này ha, demo 8 tướng mới luôn kìa. Wow, có tướng mới luôn anh em ơi. À, đó. Đẹp chưa? Quá trời luôn, nhìn là biết quen vũ nè. À, tí mình vô mình coi sao ha. Ok, giờ để em chạy xong cái hướng dẫn Tân Hữu rồi đã. Rồi, chạy nãy giờ thì chắc là cũng gần xong cái hướng dẫn Tân Hữu rồi các bạn. Giờ là chắc chuẩn bị vô lấy code đi nhập rồi. Rồi, code thì có 3 cái nè hả. Để coi coi. Đợt trước là nhập code vô không được nha. Không biết đợt này là nhập code vô có được hay không nữa. Tiếp tục. Ok, quay ra vô khung nè hả. Đó, đổi mã. Đó, dán vô. Đó, lên VIP liền, nhận quà liền. Rồi, chưa lên được level 10 cũng mở luôn. A-Ship. Hình như là lên level 10 mới có thể là quét ải được hay gì á. Đó, Kim Nguyên Bảo nữa kìa. Một nồi. Ok, đây nữa nè, đó, hồng tâm cái kiểu con đà điểu. Được 20 triệu nè hả, lụm tiền, đó. Hồi nãy được một con tướng đỏ rồi đúng không? Bây giờ tới ngày thứ 3, nhận được thêm một con tướng đỏ nữa các bạn ơi. Đó, ngon liền. Ngon liền, chơi đi, đừng có ngại ngùng gì. Đó, lụm tiền, lụm tiền. Đây, quà nạp, à, quà VIP đây. Hồn của tả từ, tả tử gì nè, lụm hết, nó. Ok, hồi nãy được một con rồi đúng không? Trong này giờ còn gì nữa không ta? Hết rồi.
chủ yếu là heo đi kiếm tướng đó đã. Quà thưởng mỗi ngày được 500.000 kim nguyên bảo. Ok, wow, đăng nhập 7 ngày nhận Tào Tháo. Ô, ngon, ô vân, đồ cam, wow, Trương Xuân Hoa. Trời ơi, tướng ngon luôn. Quà VIP, nhận quà VIP. Này là bản cập nhật mới nhất 2023 nha các bạn. Đó, tướng mới, trang bị mới, các kiểu con đà điểu lên. Quần anh hội tụ, tích nạp nè ha. Tích nạp nhận gấm nè, tích nạp nhận hồn tướng đỏ nè. Hồn gì trong này không biết luôn. Nạp liên tục nè ha. Nhiệm vụ quân lương nè. Rồi quân lương nè. Rồi đổi quân lương ra đồ nè ha. Rồi quen tay, rồi ngông gì đấy, điểm online. Đây, online nhận hồng tâm kim nguyên bảo, đăng nhập 7 ngày, nhận xu, nhận kim nguyên bảo, lên cấp nhận quà, trang bị đỏ luôn nè anh em. Đó, xét long ngân, long hồn gì đó. Đây, nạp nhận cánh, nạp tích lũy, nhận lữ bố, nhận xích thố nè ha. Đó, rương hồn đỏ rồi cái kiểu rất nhiều luôn, tướng ma luôn nè anh em. Đài ma lữ bố nè ha. Rồi mảnh trương giác, rồi động trác đồ nè ha. Đó, rồi rất nhiều luôn, đổi thưởng tích nạp vòng quay nè ha. Rồi vòng quay tiêu phí tích tiêu nè, đổi lục lạc. Ô, lục lạc đổi được hồn hồn đỏ luôn nè anh em. Wow, đây đổi được Tào Tháo, nhưng mà 7 ngày chúng ta đã được Tào Tháo rồi các bạn ha. Đó, tướng rất nhiều luôn. Để đây tí coi con nào được thì mình lụm dây. Ở đây cũng có đổi nữa nè. Ở đây lữ bố anh em. Ok, lữ bố. Rất nhiều luôn. Wow, Quang Vũ Thiên. Rồi đổi đồ. Rồi cực phẩm, rồi vô cực chiến. Đó, rất nhiều luôn. Rồi bác vũ, bác cháu gì đăng nhập nhận hưởng nè. Đó, tích nạp nhận tướng nè. Ôi, tướng ma luôn. Wow. Ủa, cái cuốn mà khoan, hồi nãy mà thấy ở dưới này nè. Đây, khoan, ủa cái cuốn đó nó nằm ở đâu vậy anh em? À, đồ giám hình như là mình chưa lên đủ nên là nó chưa có mở cuốn đồ giám hả ta? Hay là vô trong tướng nó mở? Đúng rồi, hình như là mình chưa có mở được cái cuốn đồ giám. Trời, đúng rồi, chứ nếu mà mở được cuốn đồ giám thì vô có thể tự xem tướng rồi hả? Ờ, quét được nè. À, nhưng mà không, level 10 mới quét được các bạn à. Quần anh hội tụ nè, 7 ngày hồi nãy nhận quà nè. Diệu khế, diệu gì đây? Ok, này mở được bằng ấy. Này túi gấm nè anh em. Chúng ta có 4 túi. Mở 4 lần luôn. Ôi, mở được hồn ma lữ bố nè anh em. 150 một túi hả? Dạ. Yeah. Bộ tôi bị nghiện rồi anh em ơi. Ôi. Ôi, mở cái này có khi nào ra được con lữ bố không ta? Đúng không? Ngài có cho là mở bao nhiêu lần không nhỉ? Đó, ma lữ bố kìa. Mà nói gì nói để ra coi còn nhiêu. Trời, dư sức các bạn ơi. Cỡ này chắc là heo nghĩ là sẽ được á. Tích tiêu nữa nè. Trời ơi, nãy giờ tích tiêu cũng được một mớ. Ê, mình được 2 con tướng rồi, bây giờ mình đổi một con đi ha. Giờ chắc đổi mấy con thường, ví dụ như là Tôn Sách nè. Chu Du cũng được nè. Tôn Quyền, đổi Tôn Quyền đi. Một con, 2 con, 3 con, 4 con, 5 con. Ủa,
mình không biết là mình phải đổi 120 hay là 200 mấy nữa đây. Ok, một cái nữa. Rồi vô tướng. Ôi 200 lần hả? Well, well. Tự hỏi là mình có đủ 200 để mà mình đổi không đây? Ok, lỡ leo lên thuyền rồi anh em ơi. Không lẽ giờ nhảy xuống? Nãy đang đổi tôn quyền đúng không? 1, 2, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. 3, 4, à, hỏi nhìn đi. Hỏi điếm đi, rồi, đủ nè. Đó, vô, tôn quyền, thôi ơi, hợp lý, quá ư là hợp lý. Nào, nhét vô đội hình và quẩy thôi. Đấy, đấy, link heo sẽ để dưới phần mô tả nha. Anh chị em đâu có chơi thì tải về ha. Ok. Đó, mặc đồ vô, thức tỉnh, nâng sao. Ủa, chưa mở được gì luôn hả? Đầu tương đó. Rồi, rồi. Tới công chuyện với anh luôn nè bé ơi. Đó, ôi quá đẹp luôn, quá đẹp luôn. Đó, đó. Thôi ơi, để tôn quyền lên trước các bạn à. Đây. Nhưng mà không kịp lên nổ. Ui, 400 mới được nổ hả? Men, nổ gì to thế? Ba mẹ nó nổ một cái là hết bà nó luôn thời gian rồi. Trời ơi. Chú cho. Rồi ok nha. Rồi bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Ok, rồi bye bye. Này là phải kiếm cái gì đó cho nó kích nộ chứ nộ không vậy là hôi tiêu rồi. 400 hả? À 400 thì nó thì lâu hơn người ta đó. Đây 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 à, ok thì ra là như thế thôi. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.